có rất nhiều những lời đồn đoán về mức lương khủng của thủ môn Đặng Văn Lâm sau khi về đấu quân cho Club Bạch Linh Nghệ Định, với thông tin có thể là 400 triệu một tháng. Nguy hiểm! Như vậy là lưới của đội chủ nhà Hà Nội đã bị rung lên và bàn thắng đã được công nhận dành cho đội khách. Đó là Rafael Sơn với một cú dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Bùi Tấn Trường. Một pha bóng mà có lẽ là hàng phòng ngự của Club Hà Nội đã thi đấu mất tập trung và không có sự bóng lót cho nhau tốt. Niềm vui của các cổ động viên đội khách tốt với lại Bình Định. Bây giờ thì những phút còn lại của trận đấu sẽ thực sự trở nên vô cùng hấp dẫn. Chắc chắn là đội chủ nhà Hà Nội sẽ không thể nào hài lòng với việc đang bị dẫn bàn. Nhưng công bằng mà nói, đây là một trận đấu mà hàng phòng ngự của Club Hà Nội hoạt động không thực sự chắc chắn, không hề có lối biệt vị. Một tình huống phối hợp rất hay trong vòng cấm của các cầu thủ Club Bạch Linh Nghệ Định. Người đã kiến tạo cơ hội để cho Rafael Sơn lập công đó là Xuân Nam. Với pha lập công này thì Rafael Sơn đã có bàn thắng thứ 6 của mình tại Night Golf V-League năm nay và vươn lên chia sẻ vị trí thứ 2 trong danh sách những cây ghi bàn hàng đầu tại V-League mùa này bằng số bàn thắng của chân sút Giovanni Magno của câu lạc bộ Viettel. Lần này thì cú dứt điểm của Rafael Sơn đã qua được giữa hai chân của thủ môn Bùi Tấn Trường. Một tình huống phối hợp nhanh, đơn giản nhưng rất hiệu quả giữa Rafael Sơn và Xuân Nam. Rafael Sơn và Bùi Tấn Trường. Rafael Sơn một cú Panenka để đánh lừa Bùi Tấn Trường và 2-0 cho Club Bạch Linh Nghệ Định. Một cú đúp dành cho tiền đạo Rafael Sơn. Tỷ số là 2-0 khi mà trận đấu đã bước sang phút thứ 84 và điều đó đồng nghĩa với việc là câu lạc bộ Hà Nội gần như không có một chút cơ hội nào để có được điểm trong trận đấu ngày hôm nay dù có lợi thế sân nhà. Chắc chắn sẽ lại có những vấn đề tranh cãi về trọng tài nữa sau khi trận đấu này khép lại. Nếu như tình huống Dương Thanh Hào phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng ở trong vòng cấm được kết thúc với tiếng còi của trọng tài chính Trần Đình Thịnh thì trận đấu đã đi theo một ngã rẽ khác. Khi đó Hà Nội sẽ có cơ hội để vươn lên dẫn bảng. Chúng ta cùng xem lại cú sút 11m Panenka rất tự tin của Rafael Sơn. Nếu như trước đó Rafael Sơn chưa có được bàn thắng giúp Bình Định dẫn trước 1-0 thì chưa chắc anh đã dám thực hiện một cú dứt điểm penalty như vậy. Bóng vẫn trong sân. Rafael Sơn. Rafael Sơn. Cú hat-trick. Một pha phối hợp quá hay, pha phối hợp trung lộ giữa Rafael Sơn và Hendrio. Cú hat-trick của Rafael Sơn đã kết thúc trận đấu. Một kết quả không ai có thể nghĩ tới trước giờ bóng lăn. Một chiến thắng tưng bừng của đội khách Club Bạch Linh Nghệ Định ngay trên sân hàng đấy của đội dẫn đầu bảng xếp hạng Câu lạc bộ Hà Nội. Hai bàn thắng thứ 2 và thứ 3 của Rafael Sơn đều là những pha dứt điểm rất kỹ thuật. Một quả đá phạt penalty theo kiểu Panenka và vừa rồi là một cú tưng bóng với cảm giác cực tốt, vừa đủ để vượt qua tầm với của thủ thành Bùi Tuấn Trường. Cả ba pha lập công của Rafael Sơn trong trận đấu ngày hôm nay đều là những pha lập công rất đẹp mắt. Bàn mở tỷ số tới từ một cú dứt điểm quyết đoán sau pha kiến tạo của Xuân Nam và sau đó là hai bàn thắng từ chấm 11m và vừa rồi là bàn thắng ở phút đá bù giờ cuối cùng của trận đấu.